Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bản tin hôm nay gồm một số nội dung chính sau đây. Nhiều vùng của Quebec được chuyển sang màu cam, ngoại trừ đại đô thị Montreal. Chính phủ thỏa hiệp với hơn 350 nhà thuốc để đẩy nhanh chương trình chích ngừa cho công chúng. Quebec sẽ chích mũi vaccine thứ nhì cách mũi thứ nhất là 4 tháng. Trước hết là vài con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Tư 3 tháng 3, trên toàn thế giới đã có hơn 115.736.000 người nhiễm SARS-CoV-2, trong số đó có hơn 2.570.000 người đã chết. Hoa Kỳ có hơn 29.450.000 người nhiễm, bao gồm hơn 531.000 người chết. Canada có hơn 874.000 người nhiễm, bao gồm hơn 22.000 người chết. Tỉnh bang Quebec trong một ngày qua có thêm 729 người dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên 289.670 người. Thành phố Montreal vẫn là vùng bị ảnh hưởng COVID-19 nặng nhất trong tỉnh bang. Trong 24 giờ qua, thành phố có thêm 338 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu đại dịch đến nay lên 107.086 người, trong số đó có 4.519 người đã chết. Nhiều vùng của Quebec được chuyển sang màu cam, ngoại trừ đại đô thị Montreal. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 3 tháng 3, Thủ hiến François Legault loan báo rằng nhiều vùng của tỉnh bang Quebec sẽ sớm chuyển sang các quy định dành cho vùng cam với vài ngoại lệ là Montréal, Laval, Laurentien, La Nozière và Montérégie vẫn tiếp tục ở mức báo động đỏ. Kể từ ngày 8 tháng 3, sau tuần lễ nghỉ đông, các vùng màu đỏ khác sẽ chuyển sang màu cam. Trả lời câu hỏi về giới nghiêm, ông Legault nói rằng việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm của tỉnh bang sẽ phụ thuộc vào sự lây lan của các biến thể COVID trong những tuần tới. Hiện tại không có thay đổi nào xung quanh về giới nghiêm, nhưng ở các khu vực màu cam, giới nghiêm sẽ bắt đầu lúc 9:30 tối chứ không phải là 8:00 tối. Chuyển mức báo động từ màu đỏ sang màu cam sẽ mang lại một số thay đổi. Ông Legault nói các biện pháp y tế có thể được nới lỏng sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc vào cuối tuần này. Một số quy định được nới lỏng ở vùng cam như các nơi thờ tự giờ đây có thể sẽ chứa 100 người cùng một lúc, tăng từ 25 người. Nhà hàng và phòng tập thể dục ở vùng cam được mở cửa với một số hạn chế. Các hoạt động ngoài trời có thể được thực hiện theo nhóm 8 người thay vì 4 người như trong vùng màu đỏ. Tuy nhiên, tụ tập ở những nơi riêng tư vẫn bị cấm. Legault nhắc nhở mọi người không nên lơ là ngay cả khi đang ở trong các vùng màu cam, đặc biệt là với các biến thể đang lây lan. Ông Legault nói, thực sự vẫn có nguy cơ về làn sóng thứ ba. Tôi biết rằng mọi người đều rất mệt mỏi, tất cả chúng ta đều mệt mỏi, nhưng chúng ta cần phải thận trọng. Chính phủ thỏa hiệp với hơn 350 nhà thuốc để đẩy nhanh chương trình chích ngừa cho công chúng. Các giới chức y tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng hiện tại của các biến thể COVID-19 ở Quebec, đặc biệt là ở Montreal. Trong khi đó, chính quyền tỉnh bang công bố kế hoạch mở rộng tiêm chủng với các nhà thuốc địa phương vào cuối tháng này. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng trong khi làn sóng COVID thứ hai đang có xu hướng đi xuống thì đường cong của các biến thể lần đầu tiên tìm thấy ở Vương quốc Anh đang tăng nhanh. Ông Dubé cho biết chúng tôi sợ rằng vùng Montreal đang là vùng yên tĩnh trước cơn bão và nếu tuần sau nó tăng lên nhiều hơn thì có thể trở nên rất nguy hiểm. Theo dữ liệu của tỉnh bang, khoảng từ 12 đến 15% các ca nhiễm mới là các biến thể lần đầu được phát giác ở Vương quốc Anh. Mặt khác, chính phủ cũng thông báo đã ký một thỏa thuận với hơn 350 nhà thuốc trên đảo Montreal để cho phép chích ngừa bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 chỉ bằng cách lấy hẹn. Các giới chức yêu cầu công chúng không liên lạc với các nhà thuốc về việc lấy hẹn cho đến ngày đó.
Quebec sẽ hoãn chích mũi vaccine thứ nhì đến 4 tháng. Quebec hôm thứ Tư loan báo rằng họ sẽ tăng khoảng cách giữa hai liều thuốc chích ngừa lên 4 tháng thay vì 3 tháng. Bộ trưởng Y tế Christian Dubé nói ông đã biết trước đó rằng Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng của Canada đã khuyến nghị hoãn mũi thứ hai 4 tháng, 2 ngày sau khi British Columbia thông báo sẽ làm như vậy. Quebec, tỉnh đầu tiên hoãn tiêm liều thứ hai, cũng đã nhanh chóng làm theo thêm 1 tháng vào lịch tiêm vaccine trước đó. Hôm thứ Tư 3 tháng 3, một số tỉnh bang cũng đã làm như vậy. Manitoba và Newfoundland và Labrador đều tuyên bố sẽ áp dụng khoảng cách 4 tháng. Ông Dubé nói rằng ở Quebec, sự thay đổi này cho phép 250.000 người ở độ tuổi 60-65 sớm được tiêm liều vaccine đầu tiên. Chỉ có một nhóm rất nhỏ khoảng 400 người sẽ được tiêm liều thứ hai trước thời hạn 90 ngày như tỉnh bang quy định trước đây, đó là những người ở hai trung tâm chăm sóc dài hạn Maisonneuve ở Montreal và Saint-Antoine ở Quebec City được chích ngừa vào giữa tháng 12. Khoảng 400 người này đã được lên lịch để nhận mũi thứ hai vào tuần tới. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hai liều Pfizer được tiêm cách nhau 21 ngày và hai liều Moderna cách nhau 28 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.